Bonsai là một từ tiếng Nhật, nó có nghĩa là cây con trồng trong chậu. Đây chính là một loại hình nghệ thuật trồng cây của người xưa. Chuyện kể rằng người xưa khi đi hái thuốc trên núi đã phát hiện một số loại cây mọc hoang có hình dáng nhỏ nhắn nhưng rất đẹp mắt. Thế là họ liền mang chúng về trồng trong chậu và chăm sóc. Họ cắt tỉa, uốn nắn chúng để tạo thành các hình dáng độc đáo. Đó chính là tiền thân của nghệ thuật chăm sóc cây bonsai ngày nay và đã phổ biến trên toàn thế giới.